quý vị và các bạn, ở tại Bắc Bộ trong thời đoạn 2 ngày tới, do hội tụ gió trên cao đã suy yếu nên những cơn mưa dông chỉ còn xuất hiện ở vài nơi, tập trung tại các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc vào thời điểm cuối ngày, đêm và sáng. Khoảng thời gian có mưa được dự báo là không kéo dài nhưng bà con vẫn nên hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể tiềm ẩn trong cơn dông như lốc sét và gió giật mạnh. Trong ngày, trạng thái thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng, nắng có cường độ mạnh nhất vào giữa trưa và đầu giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất có thể đạt ngưỡng là từ 34 đến 38 độ ở phía đông và từ 34 đến 37 độ ở tại phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên, vào khoảng ngày 10 tháng 6 thì lượng mưa có xu hướng gia tăng nhẹ tại các khu vực này, người dân cần lưu ý. Tại khu vực Trung Bộ thì nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do vẫn còn ảnh hưởng từ vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh dọc ven biển miền Trung vẫn còn khá nóng bức. Nắng nóng trải dài từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là từ 35 cho đến 39 độ. Nắng có phần bớt gay gắt hơn ở tại các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Riêng các địa phương vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn là những nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước trong 3 ngày tới, lên tới 39 đến 40 độ. Như vậy là thời tiết bao trùm khu vực miền Trung là ngày nắng nhiều, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động phơi phóng nông sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên, với cường độ nắng trong ngày khá mạnh, nếu có tham gia các hoạt động ngoài trời thì bà con nên cố gắng sắp xếp trước thời gian 11 giờ và sau 14 giờ chiều để tránh khoảng thời gian có nắng gay gắt nhất trong ngày. Mùa mưa ở các tỉnh thành phía Nam cũng đã bắt đầu từ những ngày cuối tháng 5 vừa qua. Do vậy mà khi đặt chân tới nơi đây thì trong những ngày đầu tuần mới, quý vị sẽ bắt gặp kiểu thời tiết ngày nắng nhưng chiều lại có mưa dông xuất hiện. Những cơn mưa tới với tần suất nhiều hơn và diện rộng hơn vào khoảng chiều tối, đêm và sáng sớm sẽ là tác nhân khiến cho nhiệt độ ở khu vực này giảm bớt. Về tình hình nhiệt độ thì cao nhất trưa chiều trong thời đoạn 3 ngày tới được dự báo chủ yếu trong ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên thì vẫn có nơi trên 34 độ ở tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 8 đến ngày 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngày mai là từ 34 đến 37 độ, sang 2 ngày sau đó nhiệt tăng khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 8 đến ngày 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ngày 8 là từ 35 đến 38 độ. Đến ngày 9 và ngày 10, nhiệt tiếp tục tăng lên mức là từ 36 cho đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt không có nhiều biến động, phổ biến trong ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Ở Tây Nguyên, từ đêm 8 đến ngày 10, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mức nhiệt ban trưa không vượt quá ngưỡng 34 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày 8 là từ 34 đến 37 độ, sang đến 2 ngày sau thì nhiệt tăng lên mức là từ 35 cho đến 38 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển trong 3 ngày tới trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết ít mưa, tầm nhìn thoáng và gió có hướng Nam đến Đông Nam, cấp 4, cấp 5. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa thì gió có hướng Nam đến Tây Nam, duy trì ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Thưa quý vị, vào lúc này mưa ở Bắc Bộ đã giảm bớt. Dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 24 giờ tới tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, vì thế trời nắng sớm và nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng.
Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay đạt trong khoảng là 35 đến 37 độ. Còn ở các tỉnh thành phía Đông thì nhiệt độ dao động trong ngưỡng là 36 đến 38 độ. Vì thế các hoạt động ngoài trời vẫn nên được hạn chế để tránh tình trạng say nắng đột quỵ. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, trên suốt một dọc, từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao, dao động từ 36 đến 38 độ. Thậm chí ở khu vực vùng núi phía Tây miền Trung vẫn có những điểm nhiệt độ cao trên 39 độ. Trời không chỉ nắng nóng gay gắt mà độ ẩm trong không khí cũng giảm xuống ở mức thấp dưới 50%, khiến cho tiết trời khô và nóng, gia tăng nguy cơ cháy rừng ở hầu khắp các nơi tại miền Trung. Càng về phía Nam thì nắng nóng có xu hướng giảm bớt, chiều tối chủ yếu có mưa rào nhẹ vài nơi, ban đêm ít mưa. Nhìn chung thời tiết vẫn tạo điều kiện cho giao thông, du lịch và các hoạt động dân sinh diễn ra. Còn với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới tác động của trường gió Tây Nam hoạt động ổn định, cả hai khu vực này tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông về chiều và tối. Ở khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông xuất hiện ít hơn ở mức rải rác. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Bộ thì mưa rào và dông lại xảy ra nhiều hơn. Thậm chí ở khu vực miền Tây Nam Bộ còn xuất hiện những cơn mưa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như tình trạng ngập úng đô thị. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong hôm nay, trời sẽ có nắng mạnh, nền nhiệt ngày tăng cao lên tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng trong ngày xuất hiện từ sớm trước 11 giờ sáng và kéo dài đến tận 16 giờ chiều. Đây cũng là khoảng thời gian mà chỉ số tia UV ở Hà Nội khá cao và có thể gây hại ở mức cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Vì vậy, nếu phải ra đường trong khung giờ này thì quý vị nhớ trang bị đầy đủ các tiện ích chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Cùng chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây nhưng với đặc điểm của thành phố biển, vì thế tại thành phố Hải Phòng trời cũng có nắng từ sớm, nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng 35 độ. Trời chỉ xảy ra nóng nhẹ trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Sau 14 giờ khi gió Nam và Đông Nam từ biển thổi mạnh sẽ làm cho không khí khu vực đất liền trở nên mát mẻ hơn. Đến 16 giờ thì nền nhiệt ở Hải Phòng sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 33 độ, trời chuyển mát dần. Với diễn biến thời tiết như vậy thì rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân phố cảng cũng như du khách đến Hải Phòng. Trong hôm nay, thành phố Vinh cũng duy trì nhiệt độ ở mức là 36 đến 37 độ trong khoảng trưa chiều. Dự báo trời hầu như là không mưa, nắng gắt từ sớm, cùng với mức nhiệt cao và độ ẩm trong không khí giảm mạnh dưới 50% nên tiết trời khá khô, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, vì thế người dân ở Vinh cần hết sức lưu ý. Cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, vì thế ở thành phố Đà Nẵng trong ngày Chủ nhật, thậm chí là khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày tiếp theo thì trời vẫn không mưa, có nắng mạnh. Nhiệt độ tăng cao khoảng 36 đến 37 độ, kéo dài từ 11 đến 15 giờ. Sau 15 giờ khi có gió biển thổi vào thì nền nhiệt ở Đà Nẵng sẽ giảm nhanh và đến 19 giờ tối thì nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 30 độ, trời mát mẻ trở lại. Nên nếu chọn Đà Nẵng để du lịch trong những ngày hè này thì chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để vui chơi, ngắm cảnh, nhất là thưởng ngoạn ẩm thực và ngắm cảnh Đà Nẵng về đêm. Tại Đà Lạt trong buổi ngày hôm nay, buổi sáng thì trời rét nhẹ với mức nhiệt là từ 17 đến 18 độ, sương mù nhẹ lãng đãng. Sau đó càng về trưa chiều thì trời nắng và nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng là 25 đến 26 độ. Từ khoảng 16 giờ chiều trở đi thì khả năng thành phố sẽ có mưa rào và dông xuất hiện. Dự báo những cơn mưa sẽ dứt nhanh trước 19 giờ tối, nên đến tối và đêm thì quý vị lại có thể đi chợ đêm Đà Lạt, ngắm Đà Lạt về đêm. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong ngày Chủ nhật sẽ có mưa từ sớm trước 15 giờ chiều. Những cơn mưa dông và một lượng ẩm lớn sẽ giúp cho nền nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh không tăng quá cao. Trưa chiều nay nhiệt độ dao động xung quanh mức là 34 độ và không xuất hiện tình trạng nắng nóng. Tuy nhiên lưu ý với quý vị là khả năng những cơn mưa vào buổi chiều, cục bộ có nơi mưa to có thể kéo dài qua giờ tan tầm và gây ra tình trạng ngập úng cũng như ùn tắc.